Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã xuống hiện trường kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Trước đó cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Thông tin từ báo Vietnamnet. Trong đêm qua, chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng xuyên đêm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhiều nạn nhân may mắn được cứu thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi đám cháy dần được khống chế, khoảng từ 4 giờ sáng, các nạn nhân xấu số cũng được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi hiện trường. Trước đó, một số nhân chứng cho biết, chung cư mini này cao khoảng 9 tầng, được xây dựng kiểu nhà ống, chia làm 45 căn hộ. Ngôi nhà chỉ có một mặt tiền, còn ba hướng khác giáp nhà dân. Khi xảy ra cháy, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Trong đám cháy, một gia đình ở tầng 3 của chung cư mini đã thả thang dây thoát hiểm. Cả gia đình thoát nạn trong cơn hỏa hoạn. Cư dân này chia sẻ, anh nghe bảo vệ nói cháy từ tầng dưới lên, bảo vệ có dùng bình xịt chữa cháy nhưng không hiệu quả. Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội, trường đại học phòng cháy chữa cháy điều động gần 20 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy. Theo thông tin từ Zin News, chủ căn hộ trong vụ cháy nhà ở Hà Đông, Hà Nội là vợ chồng anh NQM, tên viết tắt, sinh năm 1980, và chị NTTH, tên viết tắt, sinh năm 1984. Các nạn nhân tử vong được xác định là bà NTX, tên viết tắt, sinh năm 1956, mẹ anh M, cùng ba người con của anh M là NQM, tên viết tắt, sinh năm 2013, NQMD, tên viết tắt, sinh năm 2015, NQMH, tên viết tắt, sinh năm 2019. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh M là nhân viên y tế đang đi làm. Đứng phía ngoài hàng rào nơi lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, bà Nguyễn Thị Tý, hàng xóm cho biết, bà và nhiều người sống xung quanh cảm thấy đau xót khi ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh NQM bị cháy. Bà Tý kể lại, sáng nay tôi nghe thấy tiếng hô hoán liền chạy ra. Lúc này, mọi người lấy bình cứu hỏa ra xịt nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa. Ngôi nhà này đóng cửa, bà Tý cho biết khi cảnh sát có mặt, ngọn lửa mới được khống chế. Một người phụ nữ đứng cạnh bà Tý nói, chúng tôi ai cũng xót xa. Một hàng xóm khác cho biết sau khi anh QM, bố của các cháu bé, trở về thì phát hiện ngôi nhà xảy ra cháy. Lúc này, anh đã cố gắng tìm cách vào cứu người thân nhưng bất thành dẫn đến bị thương. Anh ấy tìm cách lao vào đám cháy nhưng người dân đã phải ngăn lại. Một người dân cho biết, Công an Hà Nội cũng xác định anh NQM bị thương, bỏng hai tay đã được đưa đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Bên ngoài, rất đông người dân tập trung, xôn xao bàn tán về cái chết thương tâm của bà NTX cùng ba cháu nội trong vụ hỏa hoạn. Theo anh Mạnh Hà, trú phường Quang Trung, thời điểm xảy ra vụ cháy, khói, lửa bốc lên cuồn cuộn, cao 40-50 mét. Khi anh Hà chạy tới hiện trường cũng là lúc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt dập lửa. Anh nhận xét, phần mặt tiền của căn nhà lắp kính khung sắt nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Bà HM, tên viết tắt, sống tại phố Thành Công, nhận định, sáng nay là ngày nghỉ nên có thể nhiều thành viên trong gia đình nạn nhân dậy muộn. Bà Ánh sống cạnh nhà nạn nhân 50 mét cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội nên nhiều người chỉ biết đứng nhìn. Khói bốc lên cuồn cuộn, chỉ biết đứng nhìn vì cháy dữ dội quá, bà Ánh nhớ lại. Đứng ở góc phố Thành Công theo dõi lực lượng chức năng làm việc, anh Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1985, trú phường Quang Trung kể, vào khoảng 7 giờ 45 phút, khi anh vừa ra cửa chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy khói, lửa bốc lên từ căn nhà giữa phố Thành Công. Thấy vậy, anh vội chạy vào nhà, cầm theo hai quả nổ cứu hỏa chạy sang hiện trường. Tới nơi, anh Khoa thấy tầng 1 của căn nhà số 24 bốc cháy dữ dội, liền ném quả nổ vào bên trong. Lúc này, có thêm 2-3 người khác mang theo bình cứu hỏa cùng phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát, ngọn lửa lan lên tầng 2 rồi bao trùm cả căn nhà. Thời điểm ngọn lửa bùng phát, anh Khoa và nhiều người tham gia chữa cháy nghe thấy tiếng nổ rất lớn phát ra từ tầng 1. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ cháy nhà, không có người mắc kẹt. Sau đó nghe tin bốn bà cháu gặp nạn, khiến tôi giật mình, quá thương xót. Anh buồn bã kể, ngọn lửa lúc đấy bùng phát quá nhanh nên chúng tôi gần như bất lực, không thể dập nổi. Anh Khoa kể và cho biết, mặt tiền của căn nhà từ tầng 2 đến tầng 3 được lắp khung sắt bảo vệ nên không thể ném quả nổ cứu hỏa vào.
Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trước đó, hồi lúc 7 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cũng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Lãnh đạo Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 7 giờ 50 ngày 13 tháng 5, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu nạn người bị nạn, triển khai chữa cháy. Khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng, một tùm, diện tích xây dựng khoảng 40m2. Vụ cháy khiến 4 người tử vong. Về tài sản, hỏa hoạn làm hư hỏng các vật dụng trong nhà như TV, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế và một xe máy. Trong vụ cháy thương tâm nói trên, ngôi nhà gặp hỏa hoạn không có lối thoát hiểm và được bao kính bởi khung sắt, khiến nỗ lực cứu hộ các nạn nhân thất bại. Theo thông tin từ VOV, trước đây, những công trình riêng lẻ làm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên hoặc có diện tích trên 5.000m2 mới phải thiết kế phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn, trong khi nhà ở riêng lẻ không đặt yêu cầu này. Chỉ đề cập tiêu chuẩn xây dựng, mật độ, chiều cao, khoảng lùi, chỉ giới. Tuy nhiên, từ năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định nhà ở phải có tối thiểu một lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Trung tá Nguyễn Hồng An, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Ba Đình cho hay, những căn nhà này thường không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy, từ khả năng tiếp cận của phương tiện phòng cháy chuyên nghiệp đến phương tiện chữa cháy tại chỗ. Do vậy, cùng với việc tuyên truyền, thuyết phục người dân tự trang bị các thang, dây tự cứu, lắp các thiết bị cảnh báo cháy sớm và làm cửa thoát nạn giữa các nhà liền kề, các vòi chữa cháy cũng được trang bị đến các khu dân cư để giảm thiểu hậu quả các vụ cháy nổ. Với quy định này, chúng tôi hy vọng rằng người dân sẽ chủ động tự trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ và tham gia vào các khóa tập huấn, huấn luyện để nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ. Cũng hy vọng trong thời gian tới, cấp tỉnh chính quyền nghiên cứu trang cấp những hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà hoặc trụ nước chữa cháy thành phố đến từng khu dân cư để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy. Trung tá Hồng An cho biết, ông Đỗ Trần Hải, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động cũng cho hay, với những nhà ống trong ngõ rất khó đáp ứng tiêu chí mới đặt ra. Tuy vậy, việc khắc phục những bất cập này có thể thực hiện được thông qua việc lắp các hệ thống thang dây, thang cuốn để thoát hiểm cho những người sinh sống trong ngôi nhà khi xảy ra cháy nổ. Giải pháp người ta đã làm, tức là đã có những chiếc thang gắn luôn vào tường để có thể thoát từ trong nhà ra. Thường thang đó đều lắp ở mặt tiền cả, không nói giải pháp đó có thể áp dụng với nhà trong ngõ, mà kể cả nhà mặt tiền. Nếu không có hai lối đi, ông Hải cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy nhà ở Hà Đông, Hà Nội, một vụ cháy nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại một quán bar ở Hải Phòng khiến 3 người thiệt mạng vào ngày 12 tháng 5. Nhưng vụ cháy thảm khốc đó một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các công trình nhà ở và cơ sở kinh doanh có điều kiện. Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ cháy ngày 12 tháng 5 tại quán bar Swing ở địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã khiến 3 người tử vong. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi cháy lan ra cửa chính và tầng trên ngôi nhà 4 tầng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 14 giờ chiều. Một người dân sống trên phố Văn Cao cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, bên trong quán bar có một số nhân viên nữ bên trong. Sau khi ngọn lửa bùng lên, họ chạy lên tầng thượng phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó, có một nữ nhân viên may mắn chui được ra ngoài và được người dân địa phương ứng cứu kịp thời. 3 nạn nhân tử vong đã cố thoát ra ngoài nhưng bị mắc kẹt lại. Khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương xử lý, sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực.
ngăn không cho cháy lan xung quanh. Lực lượng cứu hộ rất cố gắng nhưng do nhà ống lại trong khu dân cư đông đúc, ngọn lửa quá lớn nên không thể giải cứu nạn nhân. Được biết, ba nạn nhân tử vong đều là nữ, có tên là Y, tên viết tắt, Ngờ, tên viết tắt và Nhờ, tên viết tắt, đều được cho là đang làm việc tại quán. Vào lúc khoảng 18 giờ, thi thể của các nạn nhân được chuyển về nhà xác thuộc Trung tâm Pháp Y, Sở Y tế Hải Phòng để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra. Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa phương tiện dập tắt đám cháy. Khoảng 16 giờ 30, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, không để tái cháy và chống cháy lan, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và khống chế thiệt hại vụ việc. Đến 22 giờ tối ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền phát đi thông cáo báo chí về vụ hỏa hoạn. Cơ quan chức năng đã xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người ở trong căn nhà, 1 người được giải cứu, 3 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Quận Ngô Quyền đã tổ chức thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng, hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng, động viên người được giải cứu và hỗ trợ 5 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.